Guys, how is everyone? Hello, teacher. Hello. Hello, okay. Hello. How is everyone? How are you? Great. Fantastic. Hello, teacher. Hello. Hello. How are you today? Great. I'm very great, thank you. Okay, very good. Okay, so we have about 40 students in our class. Okay, so does anyone want to help? I can Look Ming. Yes, what do you want to say? What? Are you an astronaut? Look, Ming, are you an astronaut? Hello. What do you like, teacher? What do you like? What do you mean? What do you mean? What? Okay. I'm good. Thank you, Wendy. Okay, Hui Chung, you're great. Okay, so so we missed the last time, right? The class on Thursday. So, what? You remember that we have a quiz? Quiz? Yes, we will have a quiz now. Okay, you ready? So, it's the... No. Không phải lên... Đây, nha. Okay, so we will have a quiz now. So we will redo this pronunciation quiz. Do you remember this one? Okay. Let's start. I don't think we can play in teams. It's not that efficient. Okay. We will have an early quiz today. Hey everyone, let's check the chat box and press the link. If you are using a phone or an iPad, just go to your browser and type drawmyquiz.com and enter the code. Hai lần, hôm trước chơi hai lần trò này con nhớ không? Là cái quiz đấy. Nha cô. Nha cô. Cô cho em xin ID được không? ID? What ID? Gửi lại link ngay trên này con nè. Ok, rồi. Đây cô gửi lại link. Ok, if you are using a phone or a tablet, you can log into your browser. Safari or Google Chrome, type enjoymyquiz.com and enter the code. Okay, or you just basically click the link in the chat box. Okay. Duc Minh, are you there? Are you an astronaut or is this just your background, huh? Okay, Khánh Nam, you are still suspicious today. Okay, hello, Khánh Linh. Are you using a real mask? No, it's not, right? It is a filter, right, Khánh Linh? Okay. Hello, Emma Huy Trường. Oh, you have glasses on. Dope. Okay. And the rest of the people. No, you're not turning on your camera, so I cannot see you. Okay, hello, and so we have 31 already in this quiz. Not all of you, right? Okay, let's just wait for people for like maybe another minute. Okay.
Does anyone have any difficulties logging in this quiz? You can raise your hand or you can type in the chat box. Lịch bùi. Yes. Con đây là lịch à? Bùi thị lịch. Right? You can what happened? Đi kèm vào nó bị thế đấy. Bị sao? Cái nick của em vào nó thế đấy anh ạ. Thì ạ, anh em nhầm cô. Bị sao? Bị thế này này. Đổi tên cái đã. Nhưng mà Zoom cơ. Thì ạ, không để cô ạ. What happened, Zoom? Do you have any difficulties? Zoom X là Dũng, right? Sao không bật Việt Kim không? Mà có 35 bạn nữa nhá. Ok, các con lần quiz này thì cô không biết là các con còn nhớ đáp án không, nhưng mà cố gắng là làm thật nhá. Ok, 35 bạn. Có ít vậy. Sao lại ít thế? Dũng vào được chưa con? Em vào được rồi ạ. Ok, tốt con ơi. Ok. Đức Minh sao đấy con? Sao giơ tay? Đức Minh. Chúng ta có khoảng 40, có 50 bạn ở trong lớp nhưng mà mới có 38 bạn vào được thôi. Đức Minh, sao đấy con? Nói đi. What happened? Vào thì sao con không vào được cô ạ? Con không vào được á, cô chịu nha. Đây, con có thể nhấn vào đường link ở trong chat này hoặc là vào trên trình duyệt đánh cái đường link joinmyquiz này joinmyquiz.com cho đấy nhập code là được. Okay. Đức Minh chơi kém đây gì? Con trong đây còn bảo không vào được. Trời ơi. Thôi nha, bắt đầu nha. Đợi hơi lâu rồi. 8-8 phút giờ rất là đẹp, chúng ta bắt đầu nha. Quá nhanh đâu, kịp chứ là được. Ok, thanh thư, good job, very good job. Ok, Lê Bảo Long. Okay, very good. Okay, keep on the good work. Okay, thank you. You already finished? Oh my god. And all 10 questions are correct. Very good, Bảo Long. Okay, one more correct one. Okay, you're in the third place right now. Go on. Yes, very good. Các gương mặt thân quen của cô đâu rồi? Sao số nhiều mà câu đúng là ít hơn câu 2 này. Ok. Oh, Ngọc Ánh còn ở trong lớp luyện thi của cô nè. Thank you.
là bạn Thảo. Mình chơi kém nhưng mà không kém chút nào đúng không? Sự chênh lệch điểm như này nhỉ? Ok. Bạn nào làm sai nhiều đấy. Ê trời. Trời ơi, sai nhiều quá. Ok, I think everyone is finished, right? Hùi, Phương Anh, Thanh An. Hey, finish your work and we're good to go. No, hôm nay vẫn có một bạn đang vào. Okay, let's look at the leaderboard. We have top 5 already. Here, yeah. Bạn nào vẫn đang làm nhỉ? Lâm vào lần 2 à? 2 thôi nha. Ok, cô sẽ end ở đây. Nhớ. Thư làm lần 2 này, bạn nào làm lần 2 thì thôi nhá. Hey, I'm gonna end this here, okay? Check. First, we have the leaderboard. Congratulations to Thanh Thư, Đức Minh chơi giỏi, right? BH, không biết bạn nào, không biết. Không chưa nhớ tên được. Lần nào cô gặp con thì cô vẫn chưa nhớ tên con. Okay, Lê Bảo Long and Lê Hùng. Okay, very good. Tất cả các bạn này làm đúng 100% và giữ streak luôn nha. Okay, rồi cô sẽ hỏi các bạn này trước để xem là các con làm có đúng thực lực của mình không nhá. Bạn nào đầu tiên nhá? Thanh Thư đúng không? Ok, Thanh Thư đâu? Đọc cô câu này xem nào. Notes. Yes. Beam. Spots. Cool. Anh chỉ nhớ là từ sơ sáu nữa thôi chứ em cũng biết từ mi nhớ hả? Thôi giờ con chỉ nhớ thôi hả? Trước cô bảo là cái quy tắc của mình như nào nhớ không? Challenge em hình như không học thì vậy. Ok. Rồi, cô cảm ơn con. Ok. Bạn nào nhắc lại cho cô cái quy tắc để đọc cái chữ S ở sau các từ được không? Bạn nào nhớ không? An nhớ không con? An đâu rồi? Mở mic. Đây. Lê Bùi Đức An. Are you there? Đức An mở mic chưa con? Chưa. Ok, bạn nào à, đây rồi. Hello. What is the rule? I think the B T is A. Ok. T, T, K, F, cô hay đọc thế. Thì những cái chữ S nó sẽ đọc là gì? Nó sẽ đọc là S. Ok. Ok. Còn những cái còn lại thì mình sẽ đọc là Z ấy. Ừ, là Z. Okay. Mình nhìn nhá. Nurse thì mình không nói rồi. Nurse thì là nurse. Stop là chữ âm P cuối cùng này. Stop. À, cough. Ok. Còn cái phim này nó không phải là âm PTKF nào cả, nên là mình sẽ đọc nó là Z. Ok. Thế thôi. Rồi, câu tiếp theo. Lần này cô sẽ hai cái answer này đi. Rồi, bạn nào đọc giúp cô câu này? Bạn nào đứng thứ hai nhỉ? Bạn là Đức Minh. Đức Minh đâu? Mình đâu nhỉ? Không thấy tên.
Đức Đức Minh đâu? Đức Minh lớp 7. Đây đây rồi, con tự bật mic được rồi. Đọc cho cô những cái từ này xem nào. Chết rồi, lại bị mở answer lên mất rồi. Phrases is distance candy chaos. Con đọc thế thì làm sao mà con lại chọn đúng được nhỉ? Giờ đọc theo cô này. Ok, từ đầu tiên artificial. Artificial. Ờ là âm sờ nhá. Tiếp theo, từ này đọc là distance. Distance. Đúng rồi, tiếp theo đọc là gì? Country. Center. Center. Ờ và cuối cùng cells. 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 Ok. Cells. Từ này là âm sờ nặng. Artificial này. Ba từ này là âm sờ nhẹ, đọc là distance, center và cells. Ok, được rồi, cảm ơn Đức Minh. Tôi mở đi bạn. Từ tiếp theo, câu tiếp theo. Rồi, bạn nào đọc giúp cô? Bạn Hữu Nghĩa đọc giúp cô xem nào. Hữu Nghĩa đâu rồi? Ok, từ này đáp án của chúng ta là đáp án số 3. Hữu Nghĩa có đấy không con, mở mic nhá. Cứ đọc đi, đọc sai cô chữa cho, không sợ đâu. Designer Zhu Switzerland tables. Đọc thế thì thấy khác nhau như nào nhỉ? Cái này khác thì con phải đọc khác chứ đúng không? Nào bây giờ đọc cho cô ba cái từ có âm giống nhau cái đã nhá. Đọc như thế nào? Hữu Nghĩa lại mở mic lên nào. Từ đầu tiên, từ này. Từ này. Gì? Đọc chậm thôi. Designer. Designer, ok đúng. Từ thứ hai. Zoo. Rồi, từ cùng. Tables. Tables. Có thấy nó có PTKF không? Không. Đọc là ok. Tables. Ok, và cái giữa này đọc là gì? Không phải đọc là giờ được nữa đúng không? Phải đọc là mình đọc là Switzerland. Switzerland chứ không phải Switzerland nhá. Mặc dù ở đây là chữ Z nhưng mình đọc là âm sờ, ok. Switzerland, ok. Tiếp theo. À để xem bạn nào đứng thứ 3 nào. Phải đứng thứ 3 nhỉ. TH là bạn nào? TH là bạn nào? Có để tên đây không? À, TH là bạn nào? Tự mở mic đi con. Con là bạn nào thế? Alo, alo. Nào đấy, nhắn vào trong chat cho cô. Nhanh lên. Bạn TH là bạn nào? Alo, alo. Rồi, mất hút rồi. Thôi nha. Lê Bảo Long. Rồi, làm tiếp. Anh đang mở mic đây. Anh đang mở mic. Bảo Long đúng không con? Rồi. Tiếp theo. Rồi. Chữ TH này đọc khói đúng không? Bảo Long nào con ơi, Lê Bảo Long. Cứ đọc đi, chứ cứ đọc đi cho cô. Con bị hỏng mic á. Ok, được rồi. Thế cô gọi bạn, bạn nào giơ tay đi con. Cao Danh Lưu, ok. Cao Danh Lưu, Cao Danh Lưu. Chưa nghe tiếng đi. Cao Danh Lưu. Trả lời cô. Bạn Khánh Nam được không con? Khánh Nam. Yes. Ok. Rồi, tốt. Đọc đi con. Cháu gì? Đọc cái gì á? Bốn từ này. Bốn từ này. Cứ đọc đi để cô sửa cho. Nào, từ đầu tiên này. Of course. Although. Although. Wait. With tom tom đúng rồi. Cuối cùng thank thank. Ok, đọc giúp cô cái từ đầu tiên. Other. Other. Con đặt lưỡi ở đâu đây? Lưỡi đặt ở giữa hai hàm răng nhá, nhưng mà mình sẽ nhấn nó xuống và mình sẽ như là con ong ấy. Other. Other. Ok rồi, phải luyện tập nhiều hơn. Được rồi, bạn. Rồi, tiếp theo bạn Bảo Lâm. Cô mời bạn Bảo Lâm. Bảo Lâm, Nguyễn Bảo Lâm.
Ủa, nhiều bạn Bảo Lâm ấy nhỉ? Giờ cô mới thấy là có bạn Trịnh Bảo Lâm và bạn Nguyễn Bảo Lâm. Cô mời bạn Nguyễn Bảo Lâm trước nhá. Rồi, đọc giúp cô bốn từ xem nào. Thought, tough, bought và fought. Đúng rồi, từ này con đọc là gì nhỉ? Từ số 2 ấy. Mở mic lên, khi nào cô bảo tắt mic thì tắt. Từ số 2 đọc là gì? Ơ, à, Bảo Lâm đâu rồi con? Nguyễn Bảo Lâm. Cô gọi lại bạn Trịnh Bảo Lâm nhé. Ok, bạn Trịnh Bảo Lâm đi. Đọc giúp cô cái từ số 2 này xem đọc là gì nào. Dạ đấy cô là tough. Tough, đúng rồi. Tough. Nó là tough, đúng rồi. Thế còn tough. Các con đọc là gì? Tough. But. Tough. But. 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 Rồi, đúng rồi. Thought, thought và thought. Có cái từ giữa đọc là tough, là khác đúng không? Rồi, cô cảm ơn. Tiếp theo. Bạn là Huy Trường. Con có bật, tự bật mic được không? Rồi, ok con. Huy Trường con học lớp mấy nhỉ? Cô nghĩ là con cũng đã học thì quá khứ rồi đúng không? Và mình phải bật cái âm ED. Rồi. Con cứ nói đi, sai thì cô lại sửa cho. Huy Trường ạ. À. Em không có nhớ cái bản gì tắt rồi. Thế con cứ nói đi. Con cứ đọc đi. Thực ra để bảo cô có nhớ hay không á. Cô thì cô không nhớ đâu. Cô học theo quán tính. Theo bản năng luôn ạ. Mà đấy nó chính là cách học ngôn ngữ đấy. Chứ không phải là học dựa vào các quy tắc đâu. Quy tắc chỉ giúp mình đạt điểm cao trong các kỳ thi thôi. Nhưng mà để nói được thì mình phải dựa vào cách luyện tập nha. Rồi con cứ đọc đi. Nếu đúng hay sai cô lại chữa. Raised. 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 Ok, raised. Talked. Talked. Ok, tiếp. What? Watched. Và cuối cùng. Loud. Laughed. Ok, rồi. Đọc đi con, đọc lại. Bốn từ này. Đấy, cô đã đánh dấu cho con rồi nhá. Raised. Đúng rồi, giỏi. Talked. Đúng. Watched. Giỏi. Loud. Laughed. Nó là chữ A, không phải lau. Laughed. Laughed. Đúng rồi, giỏi, ok, rất tốt, cậu cảm ơn. Tiếp nào. Ok, next one. Đức. Đức An. Đức An. Rồi, chờ một chút. Chờ các bạn, chờ cô một chút, hôm nay lớp mình khá là đông. Ok. Rồi, con đọc giúp lần lượt. Đúng rồi, một lần nữa. Đúng rồi, từ này thì con phát âm đúng cái chữ home rồi. Nhưng mà cái L-E đây thì đọc là homeless, không phải homeless. Homeless, y ngắn ấy. Homeless. Ok, rồi, rất là tốt. Các âm tiếp theo, các âm kia thì là âm Á. Done, become và month. Ok, next one, bạn là Nguyễn Thiên Hương xem nào, cùng tên với cô. Ok. Phải hỏi ở trong đấy. Phải hỏi cái gì, đánh dấu hỏi ở trong chat là sao? Ok, bạn Nguyễn Thiên Hương con đã mở mic chưa? Mở mic đi con, đọc giúp cô bốn từ này. Không trả lời cô. Trời đất ơi. Để xem nào. Bạn Cao Danh Lưu đấy cô gọi chưa nói nhá. Không biết con có muốn nói không? Này, cô hỏi đến lần hai không nói thôi nhá. Bạn Bảo Khôi đâu rồi? Minor. Đúng rồi, thế còn ba từ còn lại con đọc là minor. Rồi, từ này cô biết là minor. Hidden. Hidden. Đúng rồi, written. 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 Kitchen.
Đúng rồi, ok, very good. Cảm ơn bà Khôi. bạn tiếp theo. Rồi, bạn Kenny. Kenny là bạn nào? Bạn Hiển đúng không? Đọc cho cô bốn từ này xem nào. Yes. Many. Many, ok. Lamb. Lamb. Chữ M đấy không phát âm lên đâu con. Lamb. Ok, tiếp theo. Handle. Handle. Camera. Camera. Trọng âm và âm tiết thứ nhất. Camera, ok. Chữ many này là chữ E. Phát âm là E, many. Các chữ còn lại là chữ A, lamb, handle và camera. Ok, thank you. Hết chưa nhỉ? Ui, câu cuối cùng rồi. Bạn Lê Bùi Phương Anh. There's a way table. Ok, chưa đúng lắm, chưa đúng lắm. Rồi, cô sẽ đọc cái từ màu xanh này trước. Cô đọc theo cô này. Appear. Appear. Rồi, appear. Tiếp theo, ba từ này có âm giống nhau. Là âm air. There. 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 Where. Where. Prepare. 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 Đúng rồi, gần đúng. Rồi, đọc lại cho cô lần lượt bốn từ này. Lại lần nữa. There. There. Where. Ơ gì? Cứ đến cái âm này là không nghe gì chắc. Đọc lại âm số từ số 2 cho cô. Appear. 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 Tiếp theo. Where. Prepare. Rồi, cảm ơn. Rồi, ok. Thế rồi. Rồi, hôm nay Tuyên Dương các bạn đứng top 5 nhưng mà có vẻ là có một vài bạn là may mắn một chút đúng không? Là chọn đúng cái từ mà nhớ cách phát âm được trước này, cũng có một chút may mắn nữa, chắc là chọn theo cảm tính một chút đúng không? Ok, rồi, nhưng mà những cái gương mặt thân quen như là Tina hay là... Ủa, Tina con đứng ở đây cơ hả? Ok, muốn... Thôi, con không chơi lại nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào những cái slide của cô. Ok, hôm nay à, cô có nên cho các con làm bài nghe không nhỉ? Hay là chúng ta lại học về tongue twister nhỉ? Ok, cô nghĩ chúng ta sẽ học tongue twister này. Cô có một cái video này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nghe. Descriptions, verb tense, adjectives. Mày lát à? That can help you be a better English speaker. So today's topic, something a little different, thought I would try. Is tongue twisters, 25 tongue twisters. And what I will do is read the phrase first. Con nghe có bị lag không? And then I want you to repeat the phrase after me. Very simple. Are you ready? So here we go. Okay, chúng ta sẽ nghe lần lượt nhá. Nghe kỹ này rồi nhắc lại. Lật đây nhá cô. Lật của chúng mình không phải là lật. Đây là cách chúng ta sẽ làm. Bây giờ cô sẽ cho các con quyền mở mic. Khi nào con nghe thấy người ta đọc xong cái này hai lần, các con đồng loạt mở mic lên và đọc lại. Ok. Được không? Chúng ta phải đoàn kết nhá. Để xem nào. Các con bây giờ các con sẽ có quyền mở mic này. Khi các con nghe thấy người ta đọc xong hai lần, các con tự động. Chưa phải bây giờ. Tắt mic đi đã. Khi nào nghe người ta đọc xong hai lần thì chúng ta mới lên và đồng thanh đọc nhé. Bạn nào đang mở mic, cô biết. Tắt mic đi các con. Tắt mic đi nào. Ok, let's do it. Unique New York. Unique New York. Yeah.
Unique New York. Đúng rồi. Rất tốt. Bây giờ cô gọi. Ok. Đọc nhanh nhá. Thủy Tiên nhá. Unique New York. Ok, faster. Unique New York. Ok, Unique New York. Ok, next one. Let me see. Yes. Say that. Không nghe gì hết à? So repeat after me. Three free throws. Three, đầu tiên cứ nói chậm đúng cô. Cứ nói chậm cái đã. Three free throws. Ok, faster. Three free throws. Yeah. Nghe nó kiểu three free throws. Lúc này cái lưỡi của chúng ta nó không làm chủ. Three free throws. Rồi, three free throws. Ok. Very good. Khó nghe quá. Con bật cái âm lượng to lên một chút. Âm lượng của cô con đâu. Next one. Nào, tập trung. Red leather, yellow leather. Okay. Rồi, các bạn tắt mic. Khó nhỉ? Red leather, yellow leather. Ok, cô sẽ gọi một bạn Khánh Huyền. Khánh Huyền ơi, con có đó không? Yes. Can you read this one? Khánh Huyền, con bật mic của mình nhá. Cô lại tắt mic rồi. Rồi cô gọi bạn Giang. Các bạn tắt mic cho cô nhá. Rồi cô gọi bạn Giang này. Yes. Yes, can you read the tongue twister on the screen? Hãy tắt. Mở lại con nhá. Red leather, yellow leather. Can you do it faster? Red leather, yellow leather. Cổ liu lưỡi rồi. Ok, cảm ơn con. Bạn nào có thể làm nhanh hơn được không? Bạn là Minh Toàn, easy đúng không? Bạn Minh Toàn bảo là easy đúng không? Bật mic lên con. Bật mic lên Minh Toàn ơi. Easy nhưng mà lại có cái quả mặt là Pac-Man. Nào, Minh Toàn. Bật mic lên con, dũng cảm lên. Nào, cô bật mic cho con này. Yes. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Sao là gì? Âm này là âm dở hay lại chơi đờ? Còn đúng không? Còn trong miền Nam đúng không? Cô thấy nhiều bạn ở trong miền Nam là hay đọc chữ dở thành đờ. Thế con phải đọc khác đi. Mình sẽ để lưỡi ở hai hàm giữa hai hàm răng này, sau đó mình nhấn nó xuống thành kiểu như là giống con ong ấy. Leather. Red leather, yellow leather. Cô đọc đúng không vậy? Ok. Minh Toàn, lại giúp cô đi. Red leather, yellow leather. Thôi, leather, đấy rồi nhá. Rồi. Red leather, yellow leather. Rồi, Bảo Lâm đúng không con? Bảo Khôi đúng không? Bảo Lâm, Bảo Khôi. Tiếp nhá, tắt mic chúng ta sang trang Twitter tiếp theo. Easy. Rubber baby buggy bumpers.
Rubber baby bumper. Ok, ở trong trang Twister này chúng ta có rất là nhiều chữ bumper. Rồi ok, mình sẽ bị lẫn lộn khá là kinh khủng ấy. Bây giờ chúng ta sẽ gọi vào bạn Như Quỳnh. Đầu tiên con cứ đọc chậm thôi, không cần đọc nhanh. Rubber baby buggy bumpers. Buggy á? Buggy. Buggy bumper. À. Rubber baby buggy bumpers. 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 Okay. Can you do it faster now? Rubber baby buggy bumpers. À, cũng được ấy chứ nhỉ? À, bạn Hoàng Trọng Hiếu nào. Hoàng Trọng Hiếu đâu? Okay, can you do this one? No? Buggy bumpers. Rubber baby buggy bumpers. Rubber baby run lắm. Rubber baby buggy bumpers. Okay. Hoàng Trọng Hiếu làm lại đi con. Chậm được nhé, không cần nhanh. Rubber baby. Đọc cho cô. Rubber baby. Hoàng Trọng Hiếu ơi. Okay. Cô thấy có nhiều bạn giơ tay lắm mà cô chưa gọi được đây này. Okay. Next. Cô cần một bạn đọc giúp cho cô. Elsa Bảo Ngọc. Okay. Rubber baby buggy bumpers. Okay, faster. Rubber baby buggy bumpers. Bumpers. Okay, today bumper. Bumpers. Bumpers. Okay, very good. Next one, các bạn. Bắt mic. Red blood, blue blood. Red blood. Red blood, blue blood. Red blood, blue blood. Okay, dễ nhỉ? Không phải dễ. Có phải dễ con ạ? Nguyễn Xuân Anh đọc lại. Ui, bạn tắt mic giúp cô với. Nguyễn Xuân Anh, con có đó. Okay. Có. This one fast. Red blue. Red. Blue blood. Red blood, blue blood. Red blood, blue blood. Okay. Very good. Red blood. Red blood, blue blood. Rồi, bất kể bạn nào đang nói. Next one. Red blue. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Okay, very good. Ôi dồi, bạn nào cũng nghi nhiều quá. Tina, rồi, cho con đọc. She sells seashells on the seashore. Rồi, ok, rồi, tốt. Nhanh hơn nữa. She sells seashells on the seashore. Ok, rồi, bạn Tina đỉnh cao rồi. Đức An à, bật mic. She sells seashells on the seashore.
không không cần nhanh quá, lại chậm hơn nhưng mà rõ âm. She sells seashells on the seashore. Hơi seashell đây rồi nhá. She sells seashells on the seashore. Rồi, hơi seashell rồi nhá. She sells seashells on the seashore. Rồi, very good. Very good. Khánh Ly từ bật mic nói giúp cô câu này. Câu này kiểu đúng kiểu đỉnh cao thằng Twister rồi nhá. Khánh Ly, con tự bật mic. She sells on the seashells on the seashore, right? Rồi. Chúng ta sẽ tắt mic và đi tiếp. Nhớ là nghe hai lần nhá. Chúng ta sẽ đọc hai lần. A proper copper coffee pot, a proper copper coffee pot. A Rồi, a proper copper coffee pot. Hello. Pot. A proper copper coffee pot. Cưa từ cái gì? Khó đúng không? A proper copper coffee pot. Rồi. Được cái chứ. Rồi bạn cùng bạn Minh Quân. Để chúng ta nghe bạn Minh Quân nói. Minh Quân đâu con? Bật mic nhá. Đọc chậm cũng được không sao, miễn là âm của chúng ta nó không bị lẫn lộn. Yeah. Minh Quân, bật mic đi con. A proper copper coffee pot. A proper coffee pot. A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. Đọc lần lượt các từ không cần nhanh. A proper copper coffee pot. A pot. Rồi, cô cảm ơn. Bạn Nguyễn Việt Hà có đọc được giúp cô câu này không? Cô con đọc nó bình thường thôi, cô con không đọc nhanh cũng không đọc chậm. Là a proper cup of coffee pot. Đúng, con có đọc nhanh hơn được không? Để lên nhanh đi cô. Là a proper cup of coffee pot. Coffee pot đúng không? Rồi, cô cảm ơn. Coffee con này đọc cup. Bạn nào đang nói? Ok, để cô xem nào. Bạn Kenny đọc giúp cô nào, tự bật mic nha. Yes. A proper copper coffee pot. Rồi, thế có mỗi được hai cái từ này nó gần nhau lại được hơn. Lần thứ hai. A proper copper coffee pot. Rồi, đúng rồi, đấy chỉ thế thôi. Cô thấy là cái này đọc quen mồm là nó thành nó đúng hết, chứ không cần phải ấy đâu. Có luyện tập là sẽ đúng đúng không? Nó gọi là muscle memory. Ok. Yes. Ok, tiếp. Tắt mic. Nhạc này rất chill. Betty bought butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. Đúng là có sự luyện tập thì nó khác hẳn đúng không? Rồi, Betty bought butter, but the butter was like bitter. Oh. Đấy. Betty bought butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. Rồi, đúng, rất giỏi. Bây giờ, mic. Comical economists. Có vẻ hơi dễ thôi để các con. Rồi, bạn Phan Nhật Đăng Minh.
đọc giúp cô câu này. Anh Nhật Đăng Minh con ơi, con có đó không? Rồi. Con mở lại cho nghe. Rồi. Comical economists. Comical economists. Okay, comical economists. Rồi. Ok, này dễ quá. Này comical economists. Comical economists. Swiss wristwatches. Ok. Rồi, cô nghe thôi mà cô thấy mệt thế con ạ. À, bạn bạn nào mà để cái không có tên nhưng chỉ có vài cái gạch ngang thôi. Cô không biết là bạn nào nhá, không phải gọi được. Bạn bạn nào nhỉ? Nhắn vào chat. Bạn nào bảo easy nào, nhắn vào đây. Cô thấy cái này khó đấy. Khó lắm. Tương đối khó, bạn nào tương đối khó đây. Trời ơi. Ok, bạn Kim Du. Chưa gọi lần nào. Okay. Swiss wristwatches. Phải thế, nhanh hơn được không? Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Ok, very good. Đúng. Con cắn vào. Rồi, bạn không bốn mình anh, bạn cắn vào lưỡi xem được. Bây giờ có trả lời được cô không nào? Khổ thân các con. Rồi, bắt đầu. Swiss wristwatches. Không cần nhé. Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Ok, nhớ là có cái S ở đây nữa. S ở cuối. Swiss wristwatches. Swiss wristwatches. Đúng rồi, con mà đọc thêm 5 lần nữa là con đọc cái này nhanh luôn. Đọc thêm 2 lần nữa. Còn ấy, mình anh ấy, tắt mic rồi à? Nào, bạn Dũng là easy, bạn Phạm Mai La là easy. Vũ Hoàng chưa gọi. Vũ Hoàng nào, easy thì con nói đi con. Ê, nhầm, cô phải tắt mic con bật lại nhé. Vũ Hoàng. Nó lại bị vọng tiếng đấy hả con? Ok. Nói lại, Vũ Hoàng nó có nói được thôi nhá. Cô thấy là bên của con nó. Rồi. Con xong anh nghe vào nhá. Rồi, tiếp theo. Ok, các bạn hết mic nha, chúng ta sang cái tiếp theo. Nghe 2 lần. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper pick up peck of pickled peppers. So fast. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Cô cũng phải luyện tập nhiều lắm. Tổng bài đấy toàn B là B đấy cô. Tắt mic. Okay. Pick up peck. Nó có end đây rồi nó end. Rồi. Rồi, chúng ta tiếp. Chúng ta tiếp. She should shun the shining sun. She should shun the shining sun.
Đấy, cô thấy nghe có bạn nào đọc đây là sun, đây là sun đây này. Đấy. Cẩn thận lại đoạn. This is from the shining sun. No, not shining sun. Shining sun, đúng không? Bạn bạn Đào Khánh Linh xem nào. He shall sun the Khánh Linh, Đào Khánh Linh. Các bạn tắt mic để chúng ta nghe bạn Khánh Linh nói. Ok, Khánh Linh nói lại. He shall shine the shining sun. He shall shine the shining sun. Đây là shining chứ không phải shining đâu nhé. Đọc lại một lần nữa xem nào. Khánh Linh ạ. He shall shine the shining sun. Rồi. Ok. Các bạn tắt mic. He shall shine the shining. Khi mà cô gọi một bạn nào đó, chúng ta phải yên lặng để chúng ta nghe bạn đúng không? Rồi. Một bạn Cao Thanh Lưu vẫn chưa mở lại được. Ok, cô gọi hết các con hôm nay chưa, có bạn nào cô chưa gọi không? Bạn Huy 2K10 xem nào. She shall shine the shining sun. Mimi. She shall shine the shining sun. Bây giờ bạn Huy. Bạn Huy 2K10 đọc giúp cô. Đọc bạn Mimi và bạn cô. Ừ, cô nghe thấy rồi. She shall shine the shining sun. She shall shine the shining sun. Từ này không phải là sao, đây là should. Should các bạn. She should shine the shining sun. She should shine the shining sun. Cô cho con hỏi một chút là cái từ đằng sau từ should và từ sau từ shining là hai từ nó khác gì nhau à? Từ sun và từ sun á. Dạ vâng, có thấy nó cứ na ná giống nhau. Sao mà nó na ná được, con nhìn là đã không thấy giống nhau được rồi. Để cô xem cái từ sun là mặt trời đúng không? Còn cái từ sun là tránh xa, lảng tránh. Ok. Cô ấy nên tránh ánh sáng mặt trời. Maybe. Cô nghĩ là thế. Rồi. Nhiều khi những cái câu tại sao lúc mà nhiều lần con vào mà nó bảo là mã lỗi không xác định là sao hả cô? Mã nào lỗi không xác định hả con? Lúc con vào Zoom. Mã lỗi không xác định nhỉ? Con vào Zoom hay con vào quiz hay con vào gì? Con vào Zoom phòng ấy à? Tại sao lúc nào con vào mà nó cũng bảo là mã lỗi mà con phải vào link thì nó mới vào được thế hả cô? Thế lần sau con cứ vào link. Cô cũng không biết. Cô nhá, con vừa vào link, con vừa vào bình thường mà nó còn trả được ấy. Rồi. Thế thì... Con hỏi thầy Vương là vì sao? Đấy thì Vương có thể giải đáp cho các cháu được không? Nhưng mà trước khi thầy Vương giải đáp, chúng ta yên lặng và nghe câu tiếp theo. The big black back brake broke badly. The big black back brake broke badly. The big black broke badly. Rồi, cái chỗ the big black bag này thì ngon, đúng không? Ngon lành đúng không? Nhưng mà sang cái từ break này lại... Break broke. The big black bag break broke badly. The big black bag. Rồi, bây giờ chúng ta yên lặng để cô gọi một bạn. Cô gọi bạn Nguyễn Thiên Hương. Để xem cô nghe được con lần này không nhá. Lúc nãy là cô không nghe, cô nghe được. Cô đang tự gọi mình hả cô? Không, bạn Nguyễn Thiên Hương, cô là Lê Trần Thiên Hương. Có một bạn tên giống cô trong lớp nhé. Thấy chưa? Đâu rồi? Con đâu rồi? Bạn Nguyễn Thiên Hương đâu rồi? Bạn tên cùng giống cô đâu à? Đây rồi, nghe thấy con ạ. Yes. Đâu? Ai đang nói đấy? Thôi, bây giờ cô gọi bạn Nguyễn Nam Anh xem nào. Nguyễn Nam Anh 6A2. Giúp cô cái câu. P2K10 tắt mic nhá. Nguyễn Nam Anh 6A2. Không thấy mở mic, toàn bạn khác mở mic thôi. Bạn Thu Huyền xem nào. Thu Huyền tổ 15A. Cô gọi đúng ngon không vậy? Sao nó cứ rơi rơi rơi. Thu Huyền tổ 15A nha.
Thẩm trả lời cô gì? Trời ơi. Nào, xem nào. Bà ai đâu nói đấy? Cao Danh Lưu. Đang nói đấy. Nhi. Nhi dài. Nên con là gì? Kenny. Kenny, lại là Kenny. Chưa chưa cô chưa gọi con, khi nào cô gọi thì chúng ta mở mic nhá. Bạn Huyền Anh. Huyền Anh ơi. Đấy cô thấy con được. Con có đọc được cái câu trên bảng cho cô không? Thịnh cười đi kia là có vẻ là chưa được sẵn sàng rồi đúng không? Thôi nhá, thì cô gọi bạn khác nha, bạn khác giúp đỡ con nha. Bạn Huyền đọc không? Đọc đi, đọc. Mở mic rồi phải đọc. The big black chạy mất rồi. Black rock badly. Rồi cô gọi bạn Huyền Anh gọi không? Lại gọi mẹ à? Nào, bạn My. Chưa gọi. My. Tùng Lâm. Tùng Lâm đâu? Con ơi. Không nghe rồi. Bạn Huy 2K10 có phải nói đúng không? Huy 2K10. Con đấy con, cô đang nhìn vào con nè. Các con. Nào. Trong khi đợi chờ các bạn thì cô thử tìm xem mình có cái quiz nào khác để chúng ta chơi không nhá. Ơ, được. Xem nào. Cô cứ tìm pronunciation đi. Xem bài nào nó vui vui tí nhá. Để xem nào. Hay da. Tongue twister. Which order? Bài này có mấy câu? 20 câu lận. Thôi nhiều. ED à? Thế mà các con lại chưa học hết ED thì làm sao mà thấy được? Em học hết rồi rồi cô. Các con chưa học hết. Lại làm quýt chưa nữa cô. Kenny can do that. À. Để cô xem có cái nào hay hay không? Nhưng mà cô thấy nó chẳng hay lắm. Cô tìm cái chỗ là tên là Hanai chứ. Không làm pronunciation tìm nữa. Tìm hoài không ra. Làm cái khác. Và... đây là sánh hơn à cô? Sánh hơn nha. Rồi chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi. Bài này chúng ta làm vui vui tẹo rồi buổi sau chúng cô sẽ chữa nha. Cô sẽ cho làm cho nó ấy một tí. Rồi các con chuẩn bị máy tính đi. Cô gửi link đi cô. Đây cô gửi đây, chờ tí. Yo. Nhanh nha, chúng ta không có nhiều thời gian nha. Các An không hiểu gì cả. Đây là bài kiểm tra về so sánh hơn. Ok. Quiz mới đúng rồi, quiz mới. Không liên quan gì đến phát âm nữa. Đây là bài làm vui vui cuối giờ đây. Các bạn vào nốt nhá. Chúng ta hết giờ rồi đấy. Quiz mới nha. Chúng ta cùng bóc vỏ quýt nha. PSG, Paris Saint-Germain. Thì con là thế. Dũng xem bóng đá. Chưa, bắt đầu nha. Bạn nào chậm chịu nhá. 9 giờ đúng rồi đấy. Bắt đầu. Vẫn vào được mà bằng link cô gửi trong này. Đổi nhạc đi.
Cố lên. Very good. Rất tốt. 61% chính xác là cô ấy vui rồi. Hơn 50% là tốt rồi. Thủy Tiên ấy cho con tiếc chưa? Mất xích. Mất. Cố lên nào. Dưới 50. Lớp chúng ta giỏi mà đúng không? Phải đúng nhiều hơn sai chứ. Ui, Lê Hùng và Lê Bảo Long các con mà xong cái khoản này là có khi lên top đấy. Ôi đấy, cô vừa nói nhá. Cô vừa mới nói nhá. Ok, top 5 của chúng ta hiện tại thôi. Minh Anh, Bay Bayern Munich, Lê Hùng, Lê Bảo Long, Kim Dung. Ôi giời, Đức An đó. Đức An con để là bay Munich à? Thế sau để tên. Để tên thật nhá. Ôi, Nguyễn Thiên Nam. Nguyễn Thiên Nam, cố lên. Con có thể là đạt top. PH chơi lại không được rồi. Bạn PH là bạn nào ơi? PH đứng thứ 10 rồi mà. Đừng vượt nữa. Đây là trò chơi mà các con. Kết quả có thể thay đổi bất cứ lúc nào nhá. Không có cái gì là chắc chắn cả. Em đi con. Con đang đứng ở đâu thế? Bạn bảo Andy. Chúng ta đợi các bạn chơi nốt. PH chơi lại cái này là không được rồi nhá. Rồi. Bạn Hiền có đang chơi nữa không? Chơi nốt đi. Bạn Nguyễn Thiên Nam chơi nốt đi. Cô ơi xem con ở đâu đi cô. Giang ơi mà con để tên là gì? Ơi PH ơi, con làm này đúng được. Con lại đang đứng ở ngay dưới con là sao? Trời ơi. Phá đi ấy hả? Ui, đấy thế này thì không được rồi con ạ. Chúng ta phải công bằng đúng không? Các bạn nghĩ cô có nên xóa tên của bạn này đi không? Đấy, các bạn nhá, chúng ta phải chơi công bằng. Các bạn nào mà có dấu sao này là cô xóa này. Cô chỉ cần chấp nhận kết quả đầu tiên của con thôi nha. Ok. Ui, accuracy 60% thôi. Cô cũng vui. Cô cũng vui rồi. Cô em nhá. Bạn nào đang chơi thế?
N Phương lại vào lại. Rồi bây giờ hôm nay cô đi qua tầng bảng tổng sắp của chúng ta thôi. Còn buổi sau chúng ta lại chơi lại. Ngoài không chữa con nhớ mất. Okay, so number one, congratulations to Minh Anh. Tiếp theo chúng ta có bạn Đức An, Lê Hùng, Lê Bảo Long và bạn Kim Du đứng vị trí là top 5 của chúng ta. Những cái bạn tiếp theo trong top 10 là bạn N Phương này, Nguyễn Phương à? Tina lúc đầu trong top 3, thế mà bây giờ lại số 6 rồi. Tina, Emma, chỉ vì sao một câu đúng không? Chỉ vì sao một câu thôi mà xuống. Okay, Emma, bạn này thì cô không biết này, số 8 cô không biết này. Bùi Mai Mai và VH, con vẫn trong top 10, chúc chúc mừng con nha. Ok, rồi, cảm ơn con. Rồi, buổi sau chúng ta sẽ chơi tiếp. À, không, buổi sau chúng ta học tiếp, không phải là chơi tiếp. Rồi. Chờ cô. Rồi, ok, cảm ơn con. Hôm nay đã tham gia vào lớp với cô. Nha, cuối tuần rồi. Chúng ta đi ngủ sớm, mai chúng ta sẽ đi học, đi làm tiếp nha. Ok, goodbye. Con cảm ơn cô, con chào cô. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Buổi sau nó thăng teacher nhiều đi. Mong là các con hôm nay không có bạn nào cắn phần lưỡi nha. Bye bye. Bye teacher. See you next week. Bye. Chào chị Chip. Chào chị Chip. Bạn nào hôm nay mà cô chưa gọi được thì buổi sau cô gọi bù nhé. Bye bye, good night. Hỏi đi ra đi, con nhìn thấy hỏi vào học với. Nhưng mà hỏi vào Zoom. Thầy Vương đã giúp cô nha.